Hôm nay, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã tiếp xúc cử tri xã Đất Quốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn đặc công 429, binh chủng đặc công. Cử tri xã Đất Quốc phấn khởi sau khi nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, trong đó có việc Quốc hội thông qua tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Các cử tri đánh giá cao việc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cử tri tại kỳ họp. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, mong muốn các cấp, các ngành cần có biện pháp xử lý tình trạng cửa hàng kinh doanh xăng dầu bán nhỏ giọt, kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường, tránh tăng giá đồng loạt, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Chiều nay, tại buổi tiếp xúc với cử tri là cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn đặc công 429 binh chủng đặc công, cử tri đánh giá cao sự đổi mới, đưa ra những quyết sách quan trọng của Quốc hội trong kỳ họp lần này, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa đến việc bảo đảm nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, cũng như các chính sách ưu đãi đối với cán bộ nhân viên đang công tác trong quân đội, góp ý một số nội dung cần tháo gỡ về công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ tại lữ đoàn cũng rất là yêu mến quê hương Bình Dương, muốn gắn bó, nhưng mà hiện nay thì cái nhà ở của lữ đoàn là không bảo đảm được cho cái nhu cầu của cán bộ chiến sĩ. Và cái nhu cầu hiện tới thì bây giờ các cái đồng chí cán bộ trẻ mà xây dựng gia đình thì cơ bản cái phần lớn là đi thuê nhà để ở. Và ở đây nhiều đồng chí muốn hợp thức hóa gia đình, muốn đưa vợ con vào trong Bình Dương để công tác và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên về vấn đề về nhà ở công vụ và vấn đề thứ hai đó là nhu cầu về việc làm cho vợ của các sĩ quan trẻ, quân nhân chuyên nghiệp trẻ ở trong lữ đoàn. Và kính mong trong thời gian tới thì cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành của huyện, của tỉnh Bình Dương cũng tạo điều kiện giúp đỡ để cho vợ con của các đồng chí sĩ quan trẻ, quân nhân chuyên nghiệp trẻ có điều kiện, có công ăn việc làm ổn định. Về kiến nghị của cử tri, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã tiếp thu và trả lời một số nội dung theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, dành thời gian chia sẻ với các cử tri các nội dung về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, trọng tâm là đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến sản xuất, bảo đảm vũ khí trang bị cho quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Đến năm 2025 là cơ bản xây dựng quân đội tinh gọn mạnh và phấn đấu từ 2030 là xây dựng quân đội hiện đại. Cái hiện đại ở đây là có 3 cái nội dung. Chúng ta đừng có nghĩ hiện đại là chỉ có trang bị hiện đại. Mà hiện đại ở đây là hiện đại về tổ chức biên chế. Hiện đại ở đây hiện đại về vũ khí trang bị và hiện đại về con người. Con người hiện đại là phải có con người có kỷ luật nghiêm minh. Đấy. Thế rồi là có trình độ chuyên môn tốt và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt mệnh lệnh của trên, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội, khắc phục khó khăn, quyết tâm huấn luyện giỏi, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo và có chế độ chính sách để bảo đảm đời sống cán bộ chiến sĩ, người lao động các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói chung và Lữ đoàn đặc công 429 nói riêng. Đối với các ý kiến của cử tri về các lĩnh vực sẽ được đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tiếp thu phản ánh đầy đủ kịp thời đến Quốc hội cũng như các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời, thỏa đáng.